Xin chào quý vị, chúng ta đang có mặt ở Maryland tại sân đấu FedEx Field. Ngày hôm nay thì sẽ diễn ra trận đấu giữa hai câu lạc bộ, đó là Aston Villa đối đầu với câu lạc bộ Brentford. Chúng ta sẽ cùng đến với đội xuất phát của câu lạc bộ Aston Villa trong trận đấu ngày hôm nay, gồm có thủ thành Emiliano Martinez, đó là ông Unai Emery, một trong những người đã giúp cho Aston Villa thi đấu rất thăng hoa ở giai đoạn sau của mùa giải năm ngoái, nhỉnh hơn so với câu lạc bộ Brentford và đang ép sân. Matikas nguy hiểm, không vào, và rất may cho phòng ngự của Brentford, đó là sự xuất hiện không thành công của Philogene trong những tình huống mà Philogene lên tham gia tấn công, thì đó đều là những tình huống rất nguy hiểm. Ở những trận đấu trước thì Philogene cũng đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Aston Villa. Chuyền vào, rất nguy hiểm, không vào. Phớt, Villa đang chơi tấn công ảo ạt. Sade, tới, không vào. Nhưng đó là một tình huống mà trọng tài đã thổi phạt đền đối với câu lạc bộ Brentford. Đúng là không hề có lỗi việt vị của Sade. Tiền đạo của Brentford đã rất cố gắng để che chắn. Quyết định của trọng tài là một quả penalty xác đáng thôi. Anh đã phạm lỗi trước khi mà Sade cố gắng dứt điểm. Góc bên nào dành cho Embelmo. 1-0 cho câu lạc bộ Brentford. Mặc dù đã ép sân trong suốt khoảng 5 phút thi đấu đầu tiên, không có gì phải bàn cãi ở trong tình huống này nữa cả. Đó đã là một quả penalty, và đó chính xác là một quả penalty. Và Embelmo cũng đã chính xác trong pha dứt điểm 11m của mình. Khá nguy hiểm. Tới. Không vào. Cả cái cách xử lý của Ollie Watkins. Jensen là người đã rất bất cẩn trong tình huống đó. Nhưng Ollie Watkins thì lại không thể vượt qua được thủ môn bên phía của Aston Villa một cách trọn vẹn. Anh đã đẩy trái bóng đi quá nhanh. Về mặt hiệu quả. Không vào. Đó là Diaby. Đúng là đã có lỗi việt vị của Diaby. Lần này thì Diaby đã không dê qua Flecken mà khá nguy hiểm. Không vào. Đúng là đã có lỗi việt vị rồi. Tình huống mà Sade đã đứng dưới hàng phòng ngự. Cụ thể đó là vị trí của Tharen Mings. Qua người, dứt điểm. Vào. Đó là bàn thắng dành cho Brentford. Và khi mà trái bóng rơi ra ngoài, tôi cứ nghĩ rằng đó không phải là bàn thắng dành cho câu lạc bộ này, bởi có vẻ như lưới đã rách. Chúng ta hãy cùng quan sát lại một nhịp đẩy thôi là loại bỏ đi được hậu vệ bên phía của đối phương. Và sau đó thì trái bóng đã đi qua khe hở của cái lưới rách và đi ra phía đằng sau. Đúng là rất khó tin. Tỷ số là 2-0. Cú đá rất đẹp của Da Silva không thể cản phá được tình huống này. Dù có thủ môn nào đi chăng nữa thì cũng không cản được. Nhà vô địch thế giới Emiliano Martinez đã bị đánh bại theo cái cách như vậy. Sade. Consa. Loại bỏ tới hai cầu thủ nơi hàng phòng ngự của Brentford, và đó là bàn thắng dành cho Aston Villa. Loại bỏ tới hai cầu thủ ở phía sau lưng anh. Và đây chúng ta hãy cùng nhìn lại. Chạy từ phía trước khu vực vòng 16m50, sau đó dẫn thẳng một mạch tới khu vực 16m50 của đối phương và tung ra một cú đá không thể cản phá. Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Aston Villa đã tới rất nhanh sau quãng thời gian nghỉ eo hẹp.
những sự chỉ đạo tới từ huấn luyện viên Thomas Frank. Khối thì ở khối vừa rồi là một khối rất hồng. Cơ hội không vào. Ngày hôm nay thì mọi thứ thưa thớt hơn. Philogin Aston Villa. Philogin đang là một trong những cầu thủ chơi khá nổi bật. Có vẻ như đấy là một tình. Đó là Diaby. Pha bóng khá đơn giản. Pha bóng mà phòng ngự bên phía của Brentford đã không áp sát. Và chính việc không áp sát này đã khiến cho Diaby có quá nhiều không gian để có thể thực hiện cú đá của mình. Và cú đá này là quá khó đối với thủ thành Flecken. Vị trí bóng là ở rất gần với khung thành của anh rồi. Tỷ số là 2-2. Khá tốt. Magin cánh phải. Cơ hội dứt điểm. Matikas là người thứ 3 giúp cho Aston Villa có được bàn thắng của Aston Villa và Brentford trong ngày thi đấu hôm nay. 5 bàn thắng được ghi sau 37 phút thi đấu. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Một tình huống ngoặt bóng vào phía bên trong rất đơn giản để loại bỏ đi hậu vệ Hickey của Brentford. Lại là một bàn thắng bằng chân trái. Cú đá bằng chân trái. Khoảng trống. Sút xa. Và dứt điểm đi khá hiểm hóc. Và tưởng chừng như bàn thắng thứ tư đã tới với Aston Villa nhưng không. Trận công dành cho Aston Villa. Cơ hội. Unai Emery. Tốc độ rất cao của Ebebo. Ebebo rất nguy hiểm không vào phía bên trong. Và anh cũng đã phản xạ kịp thời khi mà bóng đổi hướng. Pau Torres đã không thể theo kịp được Ebebo. Và chỉ có sự bọc lót tới từ Tyrone Mings. Mời. Khá hay. Matikas không vào. Lewis Potter. Sousa không vào. Vẫn không vào. Và đó là bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ Brentford. Liên tiếp là những pha dứt điểm. Họ quản lý thì lại không thực sự là ổn. Có quá nhiều những khoảng trống dành cho các cầu thủ Brentford. Cú sút từ xa có thể nói là rất đẹp mắt. Nhưng cú đá cuối cùng mới là cú đá quan trọng để mang về bàn thắng. Ebebo dứt điểm. Cú đá quá nhẹ của Wissa. Tuyến hai. Sousa. Coutinho. Sousa. Có vẻ như đó. Lạp tường. Sút điểm. Không thành công. Chelsea. Và đúng lúc này thì tiếng còi trọng tài cũng đã vang lên. Cuộc đấu sức giữa Aston Villa và Brentford khép lại với kết quả hòa 3-3.